xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Chúc các bạn một ngày mới mạnh mẽ và tuyệt vời. Hôm nay Long sẽ tiết lộ với các bạn năm điều để mình làm chủ mọi cái phương pháp pha cà phê. Các bạn nha. Rồi, cùng bắt đầu. Mình vừa pha một cái check mát, nhưng mà Long pha bằng cái lưới inox chứ không có giấy. Tại vì Long muốn lấy hết được mọi cái chất, mọi cái tinh dầu cho nó lọt vào đây, uống cho nó đã. Rồi, Long đã cân sẵn cà phê rồi, 20g cà phê. Rồi, Lâm sử dụng 20g cà phê nha. Rồi, bây giờ lấy nước sôi. Đúng ra các bạn, nước sôi mình lấy trước ha. Mình làm các công đoạn trước, công đoạn xay này, sau cùng nè. Mê nói chuyện với các bạn quá. Rồi, cho Lâm ủ cái phi này chút xíu ha. Đầu tiên mình rót nước ủ cái phi chút xíu để cho nó nóng cái phi ha. Thực sự cái phi này á, Lâm nghĩ là chắc là pha nhiều rồi, cho nên là nó cũng cái lưới đó nó hơi bị nghẽn nhiều rồi nè. Cái lưới này nó rất là mịn. Rồi, cái quá trình này mình cũng làm một cách để mình làm cho nước nó không quá nóng. Tại vì nước vừa đun sôi xong 100 độ C. Tuy nhiên cái nhiệt độ mình pha ở đây á, thì chỉ khoảng 92 tới 96 độ thôi. Rồi, cho cà vô. Long pha tỷ lệ 1:15 nha các bạn, 1:15, đây 20g. Rồi, ok, Long bắt đầu pha. Ủ cà phê, ủ 40g nước đi. Rồi, trong lúc nó vừa chảy thì Long sẽ cùng chia sẻ, cùng nói chuyện với các bạn năm cái điều để mình làm chủ tất cả mọi phương pháp pha cà phê. Không trừ phương pháp hả, tất cả đều nằm ở năm cái điều hết sức là căn bản, hết sức là bí mật. Nói đùa vậy thôi, nhiều người nói rồi, nhưng mà Long muốn tổng kết lại để cho anh em mình cùng nắm bắt ha. Rồi, ủ xong rồi, giờ Long chế nước ha. Rồi, cái điều thứ nhất là gì? Cái điều thứ nhất đó là gì? Đó là cái cỡ xay của bột cà phê. Cỡ xay của bột cà phê nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nó quyết định tới cái thời gian chiết xuất, cái thời gian cái hạt cà phê và cái nước tiếp xúc với nhau. Và cái hạt cà phê xay càng thô thì thời gian nước nó chạy qua cái hạt cà phê, cái bột cà phê nó càng nhanh. Và một khi nước nó chạy qua cái bột cà phê quá nhanh như vậy thì cái thời gian mà cái hạt cà phê được tiếp xúc với cái nước nó sẽ rất là nhanh. Và nhanh như vậy có nghĩa là rất là nhiều những cái hợp chất hữu cơ ở trong cái cà phê, những cái hợp chất hương vị trong cái bột cà phê nó sẽ không được chiết xuất ra. Vì vậy các bạn hãy chú ý tới cái cỡ xay của bột cà phê, cái đó là điều thứ nhất. Các bạn đợi ở trước nhà. Và các bạn biết không, cái cỡ xay này thì nó không cố định. Nó sẽ tùy thuộc vào từng phương pháp pha của mình, từng phương pháp chiết xuất. Ví dụ
pha phin thì như thế nào, pha V60 thì mình cần xay cỡ như thế nào, pha thử nếm thì các bạn cần cay xay cỡ như thế nào, hoặc espresso cần xay cỡ như thế nào. Ví dụ phổ biến nhất đó là cái cỡ pha phin và pha espresso, đúng không các bạn? Đó thì mình phải nắm rõ được cái cỡ xay của nó như thế nào. Thì có những cái video Lâm chia sẻ về cái pha của những cái phương pháp đó, các bạn có thể xem lại giúp Lâm ha, hoặc là cái cỡ xay của cái bột cà phê như thế nào. Thì Lâm nghĩ là sẽ có một Lâm sẽ làm một cái video chia sẻ về cái cỡ xay của cái bột cà phê đó, để làm sao cho nó khách quan, nó trực quan nhất để các bạn có thể xay được đúng cái cỡ đó ha, xay được đúng cái chuẩn đó để mình pha cho nó đúng ha. Điều đầu tiên đó là cỡ xay. Rồi cái điều thứ hai, cho Lâm rót một dòng nữa đi rồi Lâm chia sẻ tiếp các bạn. Khả năng nó vẫn còn đủ nhiệt, làm cho nó nóng lại cái. Cái điều thứ hai đó là cái thời gian pha ha. Ứng với từng phương pháp pha, cái thời gian pha nó sẽ khác nhau. Và có một cái nguyên tắc như thế này, phương pháp nào pha thời gian càng nhanh thì cái cỡ xay càng mịn ha. Thời gian pha càng lâu thì cỡ xay càng lớn hơn. Các bạn nhớ cái nguyên tắc đó, có nghĩa là thời gian cái bột cà phê nó ở chung với nước ngắn thì mình cần xay mịn, và nó ở chung với nước lâu hơn thì mình cần xay thô. Đó, ví dụ đơn cử, ví dụ khi các bạn pha V60 hoặc pha thử nếm thì cái cỡ xay nó rất là lớn, nhưng espresso thời gian 26 tới 30 giây, cỡ xay cực kỳ mịn, cực kỳ nhỏ, đúng không các bạn, cực kỳ nhuyễn. Và cái điều thứ hai đó là gì, đó là thời gian pha thì mỗi cái có khoảng thời gian pha khác nhau. Ví dụ pha phin 4 phút rưỡi tới 5 phút, espresso 26 tới 30 giây, hoặc là V60 thì từ 3.8 cho tới 4.5, 4 phút rưỡi vân vân. Thì cái yếu tố thứ hai đó là cái thời gian pha, các bạn phải xem với cái khoảng thời gian đó cái cà của mình nó chạy có đúng cái thời gian không. Nếu nó chạy nhanh quá thì mình cần phải làm gì, nếu nó chạy chậm quá mình phải làm gì, nhanh quá mình coi điều chỉnh lại kích cỡ xay, kích cỡ hạt. Nếu chạy chậm quá mình điều chỉnh lại kích cỡ hạt, xay chậm quá thì xay cho nó thô hơn, nhanh quá xay cho nó nhanh quá thì xay cho nó mịn hơn. Đó là mình điều chỉnh cái kích cỡ xay thông qua cái cỡ cái thời gian pha thông qua cái kích cỡ xay ha, cỡ hạt xay. Rồi yếu tố số 3 đó là gì? Yếu tố số 3 đó là tỷ lệ, trong tiếng Anh đó là ratio, có nghĩa là tỷ lệ giữa cà phê và nước. Thông thường cái tỷ lệ này thường mình sẽ đo bằng gram để cho nó chuẩn xác, tại vì nếu mà mình đo bằng bằng thể tích đi, ví dụ bằng dung tích, ví dụ bao nhiêu ml này, hoặc là mình đo bằng muỗng thì nó sẽ, mình đo muỗng dù mấy một muỗng cà phê, ví dụ như với cà phê phin mình pha tỷ lệ là 1:4 đi, thì một muỗng này 4 muỗng nước thì nó thực sự nó cũng không chính xác, bởi vì cà phê pha và cà phê rang ở mỗi thang độ rang khác nhau, thể tích của nó sẽ khác nhau, nó sẽ chiếm cái không gian này khác nhau, và như vậy nó sẽ không có thực sự là tương đối chuẩn xác. Vì vậy mình hãy thống nhất là đơn vị đo là gram ha. Vậy tỷ lệ, các bạn nắm rõ cái tỷ lệ pha thì biết rằng tỷ lệ pha mỗi người sẽ muốn khác tùy theo gu của mình, nhưng có một cái mức tỷ lệ căn bản để mọi người cùng căn cứ vào trong đó để mà điều chỉnh theo cái mức gu của mình hoặc gu của khách hàng. Lâm nói ví dụ như phin, rồi cà phê phin
Thì thông thường với tỷ lệ là 1:4, có nghĩa là một cà phê 4 và 4 nước. Ví dụ 20 gram cà phê mình sẽ sử dụng tổng cộng lượng nước là 80 gram nước ha, hoặc là 25 gram thì tổng cộng 100 gram nước ha. Còn ví dụ như V60 thì cái tỷ lệ thường nó sẽ dao động ở 1:15 cho tới 1:16, hoặc là có người thích thì 1:18 đó, thì tùy cái đó, tùy tùy mọi người. Nhưng có một điều rằng cái tỷ lệ nó sẽ quyết định rằng cái vị của cà phê, nếu tỷ lệ khác nhau nó sẽ quyết định cà phê sẽ chua hơn hoặc cà phê sẽ đắng hơn, hoặc tỷ lệ khác nhau nó sẽ quyết định cà phê loãng hơn, cà phê đậm hơn ha, hoặc tỷ lệ nước khác nhau nó sẽ làm cho cà phê của mình dậy hương hơn đó. Thì cái tỷ lệ nó cũng quyết định rất là lớn tới cái hương vị của cái phin cà phê của mình. Cho lòng rót đợt cuối nha. Đúng ra các bạn, đúng ra cái nước này nó phải là đảm bảo nóng liên tục ha, nhưng mà vì đang tập trung nói chuyện với các bạn cho nên là xin phép cho lòng rót luôn cái nước vào trong bình này, chứ đúng ra phải là cái loại bình mà nó có cái đế luôn á thì nó luôn luôn giữ ổn định cái lượng, cái nhiệt độ nước ha, cái nhiệt độ nước. Và cái điều thứ tư Lâm muốn nói tới đó là cái nhiệt độ nước. Thì người ta đã nghiên cứu ra rằng với ví dụ nhiệt độ cứ tăng 10 độ thì các cái hoạt động của các cái phân tử nó sẽ tăng gấp đôi các bạn, nó sẽ tăng gấp đôi, cứ 10 độ tăng gấp đôi. Ví dụ nhiệt độ 90 độ mình pha nó sẽ hoàn toàn khác với nhiệt độ 100 độ mình đổi ở đây, thì lúc đó các phân tử sẽ hoạt động mạnh hơn, nhanh hơn. Và khi các phân tử, các bạn hình như biết rồi đó, khi nhiệt độ, khi vật lý hồi xưa mình học rồi đó, nhiệt độ cao các phân tử dao động mạnh có tác động qua lại va chạm vào nhau mạnh hơn, làm xáo động mạnh hơn trong cái gây ra các, làm tạo thành các cái phản ứng nhiều hơn, và như vậy khả năng chiết xuất của cà phê nó sẽ nhanh hơn, chiết xuất cà phê nó sẽ nhiều hơn đó. Vì vậy cái nhiệt độ của nước các bạn cần phải chú ý ha, từ 92 cho tới 96 độ. Trường hợp ở nhà mình không có cái đồng hồ, ví dụ cái này nó có cái đồng hồ hoặc là không có cái đồ đo nhiệt thì mình phải làm sao? Ví dụ nước ấm đun siêu tốc vừa sôi lên, các bạn nhắc ra hoặc là ngắt nguồn, sau đó các bạn để khoảng 30 giây tới 40 giây, thì lúc đó hoặc 30 giây tới một phút, tùy vì nếu mà mình nấu ít thì nó khác, nấu đầy bình thì lúc đó cái lượng nhiệt tích tụ nó sẽ khác đó. Thì sau 30 tới 40 giây hoặc là 60 giây thì lúc đó lượng nhiệt nó sẽ hạ xuống, nó sẽ dao động trong khoảng 92 tới 96 độ C. Còn nếu mà các bạn có đồng hồ về quá tốt, các bạn cứ canh đủ cái nhiệt là ok. Đây ví dụ như cái này đúng không? Cái này nó có cái mức màu xanh đó, cái mức màu xanh đó là kim nó vô mức màu xanh đó là mình pha chế được rồi. Đấy, mức màu xanh đó nó dao động từ 90, mức màu xanh đang để 90 tới 96 độ Long khuyến cáo các bạn là 92 tới 96 độ đó là cái nhiệt độ rất lý tưởng để pha cà phê đó. Ôi, nãy giờ quên nó chạy gì rồi này. Long bỏ cái đạn này ra đi, tại cái đạn này nó sẽ cà phê nó sẽ đắng. Nó sẽ bắt đầu chiết xuất những cái vị đắng này. Rồi, cũng cái điểm số 4 đó là cái nhiệt độ. Thì nếu nhiệt độ nước vừa sôi xong các bạn chế vô, thì chế vô cà phê, ví dụ chế vô phi như thế này, thì vô tình các bạn đã làm khét cái cà phê ngay từ đầu tiên rồi. Và chắc chắn một điều, cái ly cà phê đó, cái phin cà phê đó chiết xuất không hoàn thiện là một. Cái thứ hai, vị đắng, vị khét và những cái vị không mong muốn, chát, gắt, khó chịu ở nơi cổ họng nó sẽ có trong cái phin cà phê nếu các bạn nước sôi sùng sục các bạn đổ vô liền. Không tin các bạn làm thử đi ha. Và khi làm thử xong nhớ comment cho Long cái kết quả nha, nhớ ghi cái kết quả coi cái vị nó như thế nào khi nước sôi sùng sục mình đổ vô Rồi cái đó là cái điều số 4 rồi nha. Rồi điều số 5 đó là phương pháp pha chế cách thức pha chế. Ví dụ cũng cái cà phê đó, cũng
nước đó, cũng cái kênh đó, cũng dụng cụ vậy, nhưng một người rót rất là nhanh, rất là vội, và một người rót chậm rãi, rót rất là đều tay, kết quả hoàn toàn khác nhau, chất lượng, hương vị cà phê hoàn toàn khác nhau. Đó là điều chắc chắn, Long khẳng định các bạn điều đó. Tại vì sao? Quá trình pha chế cà phê, hoặc là nhiều khi cũng vậy thôi. Nếu mình tạo ra cái sự khuấy động càng nhiều, càng mạnh, càng nhanh, càng mạnh, cái dòng nước càng lớn, thì vô tình mình tác động vào, mình làm cho cái quá trình tương tác, cái sự tương tác va đập giữa nước khi mà nước tiếp xúc với bột cà phê càng nhanh càng mạnh, và khi có cái sự xáo động càng lớn càng càng mạnh như vậy, càng lớn như vậy, càng mạnh vậy, thì vô tình nó sẽ tác động, nó đẩy những cái nhiều cái chất rắn hòa tan trong đây ra, và trong đó có những cái chất rắn hòa tan, những cái chất mình thực sự mình không mong muốn, mình không thích, và nó làm mình gắt, mình khó chịu, mình cảm thấy rất là khó chịu, cái mùi cái vị rất là khó chịu khi uống. Và như vậy nó sẽ làm cho cái phin cà phê dở đi, nó sẽ làm cho cái bình cà phê của mình dở đi, rất dở, nó làm khác đó. Hoặc là quá trình mình pha mình bị phân tâm, ví dụ trong quá trình long pha như thế này không tập trung quá vào cái này, lo vừa nói chuyện các bạn vừa pha, thì chắc chắn một điều cái viên cà phê nó sẽ không thể nào hoàn thiện giống như mình mong muốn được, nhưng mà tạm uống được thôi đó. Rồi, vậy qua video này thì Long muốn chia sẻ các bạn rằng các bạn cần nhớ nằm lòng năm cái yếu tố, năm cái tuyệt chiêu này, năm cái bí mật này để pha bất cứ loại cà phê nào. Chỉ cần điều chỉnh cho nó phù hợp với cái loại, cái dụng cụ pha, cái cách pha là được rồi. Tóm lại, cái điều thứ nhất đó là gì? Đó là cỡ xay cà phê. Cái điều thứ hai đó là gì? Đó là thời gian pha. Cái thứ ba đó là tỷ lệ giữa nước, cà phê và nước. Cái điều thứ tư là nhiệt độ, nhiệt độ của nước. Và cái điều thứ năm cũng quan trọng không kém, đó là cái kỹ thuật, cái phương pháp, cái sự thuần thục trong cái việc pha chế của mình. Đó, năm cái điều đó, nắm chắc những điều đó, làm đúng năm cái điều đó thì các bạn hoàn toàn có những cái phiên cà phê thật là ngon, thật là tuyệt vời nha. Chúc các bạn một ngày mới đầy tràn năng lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.